Rồi, anh ta xuống sạc pin đi. Có nhiều hốt nhiều, còn nhiều. Mai Linh, em chưa ngủ sao? Anh chị đã khuya rồi sao còn ra đây? Đêm nay căng sáng quá, anh không ngủ được. Mãi định em sẽ gọi anh bằng ảnh khí, mà không gọi là ma tư. Có phải anh đang nhớ giận trăng gì già hay lầu ông hoàng rồi phải không? Mãi định sao em nói vậy? Cho em nhắc đi những kỷ niệm buồn của anh. Phải anh có nhớ mà làm sao quên được? Nhưng cuối cùng rồi họ cũng bỏ anh đi lấy chồng. Anh chị ơi em xin lỗi, không phải em ghen tương. Mới tin luôn không biết là gì luôn. Hay muốn nhắc lại những kỷ niệm buồn về anh là một cái nơi số kiếp bạc quên. Tình tan xuân còn thương nhớ anh trăng tàn dị già. Lâu lắm quang còn đường lên dốc đá, cảnh cũ còn kia những người đã theo chân. Em mới hát lần đầu luôn. Thank you.
rồi niềm thương ngã mát. Cứ ngỡ trong đời mình sẽ không gặp lại, không yêu chi anh sao trời làm sao hai anh bỏ quên cho đồng người con gái yêu anh. Mai định anh chi hai người đau khổ đi. Mai định ơi, gió lòng đêm nay gió lạnh nhiều, trắng vàng rau mang giá bao anh là một kẻ phê nhân, cho kiếp bạc phần đập chất nhận khổ đau. Sao mà đang mơ hay sao trời? Nói được sao trời nữa hả? Cảm động tình em mà không nói nên lời. Đã quá muộn mà mấy đình ơi làm sao được. Một hạnh phúc em đẹp còn trong ước mơ thôi. Bởi cuộc đời anh giờ như áng mây trôi, đau mắt một dần căng bồi hồi trong dị dào.
lâu ông hoàng dẫn con đường lên dốc đá, giấc mộng thì nhận như việc lá thu bà. Hay quá anh chạm ra bác Dũng. Nghe mênh mang khi ngắm trắng tàn đêm đau. Anh trai Minh Tấn thì anh cho mãi nha. Hồng Minh, chị muốn chào Hồng Minh nè.